Xin chào các bạn. Hôm nay tôi dành ra vài phút để chia sẻ cho các bạn cần làm những điều gì sau phẫu thuật nâng ngực. Có nơi, có bạn, có bác sĩ cần phải massage, có cả một dịch vụ massage sau phẫu thuật nâng ngực. Điều đó hoàn toàn không đúng. Vào tháng 3 của 2013, hội nghị phẫu thuật về nâng ngực của toàn khu vực châu Á Thái Bình Dương tổ chức tại Manila, Philippines. Tôi được tham dự. Hội nghị này khẳng định chắc chắn một điều rằng các bạn đừng nên cố massage nếu có là những điều như thế này. Đầu tiên các bạn hiểu rằng khi đặt túi nâng ngực, các bạn tôi lấy lại ví dụ này nhé. Mặt bàn này là xương sườn, bàn tay tôi là cơ. Cơ và xương sườn được bóc tách ra, đưa cái túi vào. Và phía trên cái cơ này là mô tuyến vú hiện có của các bạn. Sau đó may lại thì cái cơ nó sẽ đè xuống như thế này. Vậy các bạn đang có một vết thương giữa cơ và xương sườn, chèn vào đó là cái túi, và đó là cái túi nâng ngực. Vậy thì một cái vết thương nó đang nằm ở đây. Các bạn đang tự tưởng tượng, các bạn đang có một vết đứt tay, đứt chân, các bạn cứ nhồi bóp thì cái vết thương này nó không yên được. Và như vậy nếu nó không yên thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Tiết dịch bầm dập là chắc chắn nó sẽ xảy ra. Và tiết dịch bầm dập nó nằm ở trong đây thì vô tình nó sẽ gọi mô xơ đến để làm cho cái túi này cứng hơn, dày hơn, và tất nhiên các bạn sẽ bị đau hơn. Cho nên một lần nữa tôi nhắc lại với các bạn là đừng nên nghe lời ai đó massage sau phẫu thuật nâng ngực. Ít ra vì thói quen là các bạn có cái việc massage, bởi vì massage trước đây nó tạo ra một cái hormone endorphin làm cho các bạn thoải mái, thì cái việc massage đó các bạn nên thực hiện động tác nó gọi là touch, tức là sờ chạm thì được. Vậy thì sờ chạm như thế nào? Các bạn có thể sử dụng bốn đầu ngón tay, mặt trong, mặt lòng của bốn đầu ngón tay để các bạn touch nó như thế này, thứ tự nhẹ nhàng như thế này. Tôi nhắc lại với các bạn là touch nhé, chứ còn massage là không. Và các bạn có thể đều đặn như thế này. Nếu được nữa, các bạn có thể đứng dưới vòi nước ấm trong lúc các bạn tắm á, các bạn để cái ngón tay nắn đều nó như thế này trong vòng 3 phút đến 5 phút. Thì cái hiệu ứng đó là gì? Với cái nước ấm nó sẽ làm tăng cái mạch máu kéo về đây, nó làm cho cái sự mềm mại sẽ nhanh hơn.